Tưởng niệm hơn 23.000 người mất vì Covid-19. Trên nghị trường Quốc hội, nhắc đến đại dịch Covid-19, nhiều đại biểu cũng nêu hậu quả của dịch bệnh là hết sức to lớn về người và của. Theo đại biểu Nguyễn Anh Trí, con số gần 23.000 người đã mất vì Covid-19 vừa qua là rất lớn. Hầu hết những người đã mất trong đại dịch đã ra đi trong sự đau đớn, xa cách người thân và vì dịch bệnh nên chưa được tổ chức mai táng chu toàn. Những nỗ lực trong phòng chống dịch cho đến hôm nay đã khiến nhiều tỉnh thành, địa phương trở lại nhịp sống bình thường mới, nhưng vẫn còn đó nỗi thương nhớ khắc khoải về người thân, về những ngày đại dịch ập tới. Đó là thời điểm những con hẻm ở thành phố Hồ Chí Minh trở thành tâm dịch, số ca mắc tăng dần. Gia đình chị Lê Thị Mai Thanh ở phường 11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh với 3 thế hệ chung một nhà gồm 15 người, có người già lẫn trẻ nhỏ. Tại thời điểm dịch bùng lên, cả nhà bỗng chốc trở thành F0, dù cả tháng không bước ra khỏi cửa. Chị Thanh chia sẻ, một ngày cơn bão Covid-19 quét qua, con hẻm nơi gia đình ở trở thành ổ dịch. Chồng và anh rể tôi mắc bệnh đầu tiên. Để giữ an toàn cho cả nhà, hai người này được đưa vào cách ly ở phòng riêng. Dù hết sức cẩn thận, nhưng bất ngờ một đêm, ba tôi trở nặng, nồng độ oxy trong máu tụt nhanh, ông không thể thở được. Cả nhà rơi vào hoảng loạn, người chạy đi lấy bình oxy, người làm các biện pháp cấp cứu, nên cha tôi may mắn thoát khỏi nguy hiểm, chị kể. Theo chị Thanh, những lúc nguy cấp như thế, ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh, nhưng không biết cách xử lý rất có thể sẽ mất người thân. Rất may, sau 20 ngày, cả nhà chị Thanh đã hoàn toàn khỏi bệnh, tất cả 15 người đều có xét nghiệm âm tính. Không may mắn như nhà chị Thanh, trong vòng một tuần, chị Nguyễn Thanh Thảo, ngụ tại phường 17, quận Gò Vấp, đã mất cả cha mẹ vì Covid-19. Cha chị Thảo là ông Nguyễn Văn Thức, 20 năm làm tổ trưởng tổ dân phố, nhận được sự tin yêu của bà con tổ 85, khu phố 11, phường 17, quận Gò Vấp. Dịch Covid-19 bùng phát, ông Thức lao vào hỗ trợ bà con trong tổ, từ phát thực phẩm, rau củ quả đến canh gác chốt để đảm bảo an toàn cho người dân. Không may ông Thức dương tính với SARS-CoV-2. Liên tiếp trong một tuần sau đó, tôi lần lượt nhận tin ba rồi đến mẹ qua đời. Chị Thảo nghẹn giọng, ôm đứa con thơ vừa mới sinh. Anh Trần Văn Đen, ngụ tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, thất thần không biết những ngày tháng tiếp theo ba cha con sẽ sống sao khi thiếu đi bàn tay của người vợ. Vợ anh, chị Võ Thị Kim Ngân, một nhân vật trong phóng sự VTV đặc biệt Ranh giới, đã ra đi mãi mãi vì Covid-19. Tới bây giờ tôi vẫn chưa dám xem phóng sự đó, tôi sợ xem xong sẽ không chịu nổi. Chỉ nghe mọi người kể lại, anh Đen buồn bã nói. Tưởng niệm người đã mất, lan tỏa tình nhân ái tới cộng đồng. Lễ tưởng niệm chính thức được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lúc 20 giờ tối nay ngày 19 tháng 11 tại điểm cầu Hà Nội. Nhiều hoạt động tưởng niệm cũng được tổ chức. Từ sáng qua ngày 18 tháng 11, hơn 200 Phật tử đã có mặt tại Việt Nam Quốc tự, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, nghiêm trang trong nghi thức cầu siêu tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19. Hòa thượng Thích Thông Đức, trụ trì chùa Phú Hòa, quận Tân Bình trong buổi cầu siêu, đại dịch đã để lại nhiều đau thương, mất mát lớn lao. Theo quan niệm Phật giáo, rất cần tới sự trợ duyên của mọi người về mặt tinh thần. Việc tổ chức buổi lễ đầy ý nghĩa này nhằm tưởng niệm đồng bào tử vong và tri ân, biểu dương cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng đã hy sinh vì dịch bệnh Covid-19, thể hiện sự chia sẻ, động viên của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trước những mất mát, đau thương của các gia đình, người thân và lan tỏa tình nhân ái cộng đồng. Buổi lễ cũng nhằm tiếp tục động viên tinh thần các lực lượng tuyến đầu và nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong tham gia phòng chống dịch Covid-19. Thông qua lễ tưởng niệm cũng khích lệ tinh thần đại đoàn kết, ý chí cốt cực của toàn dân tộc, để mỗi người cùng đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, thích nghi an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, phục hồi sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.